ra cái cục nhỏ thôi đằng sau này. Dạ. Nó ra cái cục mà nó đau. Nó ra mọc ở ngoài, dạ, ở ngoài sau mình. Đằng sau tay á, nó dạ. có cục nhỏ như thế này. Nhỏ bằng đầu đũa thôi hả? Dạ. Dạ. Thì dần dần nó càng ngày càng lớn á, nó phát triển nhanh lắm. Dạ. Bây giờ hiện tại là nó có đau không chị? Bây giờ thì nó không đau, lúc nó đau thì nó đau, còn lúc không đau thì không đau. Thường thường là như là tầm mấy giờ là nó đau chị? Khoảng là tối thì nó đau, đau thì một chút thì nó giảm đau rồi, không đau nữa. Thì lúc khoảng 10 giờ, 11 giờ thì nó đau, là nắng á. Dạ. Là thường thường là nó đau vào buổi sáng thôi đúng không? Không, buổi sáng nó không đau. Dạ. Buổi trưa nó đau. Buổi trưa đau. Tối nó đau không? Không, trưa không đau. Dạ. Nó mọc hồi sau mình là chỉ có bằng đầu đũa thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ mười mấy năm, 18 năm rồi thì nó to ra như thế này. Đúng. Thì hồi đó theo em được biết là mình cũng có đi bệnh viện rồi, nhưng mà bệnh viện nó trả mình chề đúng không? Đúng. Dạ. Hồi đó là chị mới phát bệnh ra thì chị cảm thấy rất là sợ không chị? Sợ chết. Trời ơi, nó sợ khóc luôn, giờ khóc ngay bệnh viện luôn. Nó nói tới bệnh viện lớn rồi sao mà cũng làm được. Nó nói gì vậy, nó khóc luôn. Ngọc xin mến chào tất cả cô chú anh chị đã đến video của Sơn Ngọc. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Thì hôm nay cả nhà, Ngọc với ba có đến với một cái hoàn cảnh cực kỳ là khó khăn luôn. Thì Ngọc với ba cũng có sự giúp đỡ của người dân ở đây, có chia sẻ đến cho Ngọc biết với cái hoàn cảnh của gia đình ở trong đây cả nhà. Sau lưng Ngọc đây, thì hoàn cảnh của chị là chị bị ung thư cả nhà. Ung thư mà một bên bên mặt nè, là chị bị ung thư nè, nhưng mà chị có đi bệnh viện nhưng mà bệnh viện trả về luôn cả nhà, như là hết cứu chữa được nữa. Với lại cái hoàn cảnh của chị là cực kỳ là khó khăn luôn. Thì gia đình này á, là Ngọc với ba cũng đã tham khảo rất là lâu rồi cả nhà. Hiện tại là mình đang đứng ngồi nắng nè, mặt mình nhăn mất cả nhà. Thì bây giờ là Ngọc không dài dòng nữa, Ngọc mời cô chú anh chị mình cùng đi với Ngọc, với ba của Ngọc vào trong gia đình trong đây xem hoàn cảnh như thế nào nha. Phía trước Ngọc đây với lại cô chú anh chị mình là ba của Ngọc. Mình xin chào cả nhà và cả nhà đồng hành với cha con Ngọc nha. Thì mới nãy là ba của Ngọc quay cho Ngọc á. Thì mình đang tiến vào trong nhà của gia đình chị. Xin chào anh. Con chào chú ạ. Dạ. Anh ngồi ghế chơi anh. Con chào cô. Cô đang làm gì ạ? Canh. Cô nấu canh hả? Dạ. Rồi. Đây mình nấu canh món gì hả chị? Món măng. Cho em xem thử nha. Xem. Măng ha, măng le hả chị? Măng le. Dạ. Mình nấu trắng vậy thôi, mình ăn thôi hả cô? Dạ. Hồi sáng giờ là mình đi rải chưa? Đi rải. Đi rải rồi hả? Bây giờ 2 măng giờ hả chị ha? Ừ. Dạ. Dạ. Ôi. Cái chị mà bị ung thư đâu cô? Trong nhà. Ở trong đây hả cô? Dạ. Chị ơi. Dạ. Ra đây cho em trò chuyện một xíu đi. Ủa là chị ở trong đó hả? Dạ. Trong đó là ngôi nhà của chị. Dạ. Ở đây chỗ nhà chị ở. Dạ, dạ. Rồi bây giờ chị ra đi, chị ra ngồi đây trò chuyện với em một xíu nha. Bây giờ là để em vào em cho khán giả xem ngôi nhà của chị. Đây là ngôi nhà của chị luôn đúng không? Dạ. Ôi thì bây giờ là Ngọc cho cô chú nhìn mình xem đây là ngôi nhà của chị trước nha. Trời ơi. Chỉ còn đúng một cái chỗ nằm thôi cả nhà. Xung quanh là để đồ hết luôn.
Với lại ngôi nhà rất là thấp nè. Đó thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi đó. Đồ nhiều. Mà nhà này chắc Ngọc nghĩ là trời mưa là không còn mà nằm được nữa luôn á. Bắp để. Rồi bây giờ mình ra mình ngồi trò chuyện với chị một xíu. Em chào chị. Dạ. Thì hôm nay em đến em thăm với cái hoàn cảnh của chị thì chị trò chuyện với em một xíu nha. Thì năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ha? Năm nay 30. Chị 30 tuổi rồi hả? Dạ. Chị tên gì? Xin. Xin. Dạ. Chị Xin. Thì em được biết cô chú anh chị ở đây họ chia sẻ đến cho em á. Dạ. Là chị Xin mình bị cái căn bệnh ung thư này lâu chưa ha? Dạ lâu rồi, khoảng 30 năm đây rồi. 30 năm đây rồi. Ủa là để em cài cái này. Chị cài vào trong áo đi. Dạ. Là năm là chị 30 tuổi. Dạ. Rồi chị bị căn bệnh ung thư này 30 năm luôn. Vâng. Rồi chị bị từ nhỏ rồi hả? Lúc năm 12 tuổi. Là năm 12 tuổi là chị mới phát bệnh ra. Dạ. Là 12 30 là bệnh 18. 18 năm. 18. Là chị bệnh 18 năm thôi. Là hồi đó năm. Là chị 12 là chị mới phát bệnh. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là thời điểm bây giờ là chị 30 tuổi nè. Là chị mới phát bệnh đây là được 18 năm thôi. 18 năm. 18 năm. Dạ. Rồi chị ăn sáng này kia chưa? Lúc nãy ăn sáng rồi. Dạ. Bây giờ là y như là bây giờ là chị có chồng có con gì chưa? Chưa. Chị ở độc thân tới bây giờ luôn hả? Dạ. Tức là chị đang lấy cái khăn mình che lại cái đúng. Cái cục bú mà nó to ra như vậy luôn hả chị? Dạ, thì, đúng rồi. Chú Phong xin phép con mở ra cho chú Phong xem một chút nha con nha. Và cả nhà mình đều xem nha cả nhà. Trời ơi. Dạ. Thì cả nhà nhìn thấy con SS. Cô chú anh chị ơi thì cái tai mà nó đã bị lòi ra hết rồi đây luôn rồi. Bị 18 năm. Thì nó có hành hạ mình như thế nào không chị? Có, lúc mà mình đi dưới nắng nhiều thì nó đau. Đau thì mình không đi được nữa. Bữa trước thì cũng có phát ra cái nó ra máu á. Dạ. Nó ra máu nhiều lắm. Bữa nay thì không có máu nữa, nó ra mủ. Dạ. Lúc nó đau thì nó đau lắm. Chị đi ngồi nắng thì nó đau lắm hả? Đúng. Đi nhiều hoặc là mình đi làm việc nặng thì nó đau. Chị đi ngồi nắng với lại mình làm việc nặng thì nó đau lắm. Đúng. Dạ. Mấy hôm là nó ra máu thôi. Dạ. Bữa nay thì không ra máu nữa, ra mủ không. Tức là cái đó cái ngay chỗ cái bông của mình đó là nó bị đúng rồi, đó là tử nó bị một cái lỗ chỗ đó luôn hả? Dạ. Nó ra mủ ở chỗ đó luôn hả chị? Đúng. Rồi. Còn ngay chỗ kia là bị ngoại tử nó ăn hết luôn rồi. Đúng. Bây giờ hiện tại là nó có đau không chị? Bây giờ thì nó không đau. Lúc nó đau thì nó đau. Còn lúc không đau thì không đau. Thường thường là như là tầm mấy giờ là nó đau chị? Khoảng là tối thì nó đau. Đau thì một chút thì nó giảm đau rồi. Không đau nữa. Thì lúc khoảng 10 giờ, 11 giờ thì nó đau. Là nắng á. Dạ. Là thường thường là nó đau vào buổi sáng thôi đúng không? Không, buổi sáng nó không đau. Dạ. Buổi trưa nó đau. Buổi trưa đau. Tối nó đau không? Không, trưa không đau. Dạ. Tối rồi mình ngủ rồi cảm thấy khó chịu không vậy? Không, không, cũng không bình thường à. Mình nằm một bên. Nằm một bên thôi à? Đấy. Dạ. Nếu mà mỏi thì mình lật ra bên phía bên này thôi. Dạ. Bây giờ là cũng đã gần trưa rồi nè. Nhưng mà chị chưa cảm giác đau đúng không? Dạ. Dạ. Hồi đó như chị có đi học này kia không? Có. Học hết lớp 9 à. Chị học lớp 9 hả? Dạ. Lớp 9 thì chắc
12 là chị phát bệnh ra rồi đúng chị rồi. Vẫn còn đi học chứ đúng không? Ừ. Dạ, tại vì 12 là mới lớp 7 thôi. Dạ. Là 14 tuổi là chị mới nghỉ học. Ừ. Dạ, lớp 9. Là bị tới bây giờ là nó, hồi đó là nó như thế nào hả chị hả? Không biết, lúc đó thì nó ra cái cục nhỏ thôi đằng sau này. Dạ. Nó ra cái cục mà nó đau. Nó ra mọc ở ngoài, dạ, ở ngoài đằng, sau mình. Đằng sau tay ấy, nó dạ. có cục nhỏ như thế này. Cục nhỏ bằng đầu đũa thôi hả? Dạ. Dạ. Thì dần dần nó càng ngày càng lớn á, nó phát triển nhanh lắm. Dạ. Nó hồi đó là nó mọc hồi sau mình là chỉ có bằng đầu đũa thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ mười mấy năm, 18 năm rồi thì nó to ra như thế này. Đúng. Thì hồi đó theo em được biết là mình cũng có đi bệnh viện rồi, nhưng mà bệnh viện nó trả mình về đúng không? Đúng. Dạ, mình hồi đó là mình đi khám bệnh là cách đây lâu chưa chị? Cách đây khoảng không biết nữa, không nhớ nữa. Hồi 3, 2 tuổi nữa. Nào bệnh viện lúc nhà có 2 tuổi thụ này rồi. Cái nằm bệnh viện là bao lâu rồi? Dạ. Thì chú ơi, chú tới đây luôn đi. Chú đây cho con trò chuyện một xíu đi. Dạ. Chú ngồi đây luôn đi chú đây. Là hồi đó là chú là ba của chị đúng không? Ờ. Dạ. Thì cho con hỏi là hồi đó là chú cho chị đi bệnh viện á, là từ lúc mà mình phát bệnh ra là mình đi bệnh viện luôn đúng không? Chưa, ý là hồi đó là thấy nó cục nhỏ như nó nói hồi nãy là cục nhỏ mà chưa dạ. chưa để ý là cái bên đó đâu. Dạ. Thấy tưởng là cái cục cái ta nói cái cục thường thường nó nằm gì này, cục ta kêu cục gì mà cục hạch à, cục hạch đó. À, tưởng là cục đó. Khoảng là 4 năm sau là thấy nó lớn dần nó đau nữa. Đó, bắt đầu với bán bò ở nhà mới đưa đi bệnh viện. Dạ. Đi bệnh viện tới đi bệnh viện Phan Rang trước, bán một con bò tơ này khoảng 2 triệu đó. Tới đó là xong bệnh viện Phan Rang nói làm không được thì chuyển đi Sài Gòn. Về nhà đồ không có của mà đi nữa, một năm sau mới đi lại. Thấy càng nó mở càng ngày nó mở cái lỗ tai nó ra thêm nữa. Yeah. To quá mới sợ, xong rồi đi bệnh viện ông bố, chủ trung tâm ông bố đó, mà tại đó là bệnh viện nó nói mổ sinh thiết, nói bố độc mổ không được. Yeah. Nó nói mổ chết người. Yeah. Nói ở đây là mổ ở đây cứu người không phải là giết người, nó nói vậy. Yeah. Tức là cái bú nó độc nên thành là bác sĩ đụng dao đụng kéo á, thì nó sẽ mau chết chắc vậy, nên thành là họ không dám mổ. À. Đó, nên thành với lại hai nữa là có nhiều cái trường hợp mình về á, có thể là uống thuốc nam cây rừng cây đồ có thể là nó bớt cũng có nữa. Đúng rồi đó. Nó là họ không dám cắt anh à. Nó có động viên như vậy chứ, nó nói động viên sợ con này sợ, nói động viên về nhà uống thuốc nam hay lắm. Dạ. Nói về nhà đi tìm thuốc nam uống mà. Mình về nhà mình có tìm thuốc nam cho cháu rồi uống hả anh ha? Có hồi đó có chứ, mà thầy thuốc nam mà tức ở dưới Thuận Bắc kìa. À, Thuận Bắc. À, dạ. Đi mấy lần cũng tốn tiền. Nhưng mà tôi rằng họ không lấy tiền, nhưng mà lấy tiền thuốc, nhưng mà tiền nhỏ, tiền sang đồ á. Không có. Không có. Yeah. Bây giờ mình nghĩ lại nè. Yeah. Trước là uống thuốc đó là nó giảm đau mắc đi năng được. Yeah. Mà nó mắc. Thì, cái cục đó. Cho em hỏi, như ví dụ gia đình mình á, có cái phương tiện để mà đi lấy thuốc rồi cho em hay không? Gia đình anh được mấy cháu? Hai cháu. Là cháu trai chú gái hay là sao chị? Cháu trai một đứa. Thì bây giờ cháu trai đi làm gì anh? Đi làm mướn chỗ Sài Gòn á. Đi làm công ty hả anh ha?
Con biết con nói đi làm quán cà phê cho người ta. À đi làm quán cà phê. À. Như vậy là một tháng cháu nó có nói là một tháng là bao nhiêu tiền được không anh ha? Con nghe nó nói mình có biết tiền bao nhiêu, con nghe nó nói 7-8 triệu gì đó, nó nghe nó nói thôi. À có em nó có gửi tiền đồ dày không mà. À, dạ. Nó dần nó nói mua xe đồ mình nó không dám tới tiền nó đâu. Dạ. Ừ. Thì cái phong tục của người đồng bào ở trên đây cả nhà là con gái là có thể là có hiếu hơn là con trai, tức là nuôi cha nuôi mẹ khi tuổi già, còn con trai mà khi có gia đình rồi á là họ theo phụ nữ luôn. Ừ. Họ không có ở với cha mẹ đâu. Đúng rồi. Mà con gái thì ở với cha mẹ, đúng à, anh ha? À đúng rồi. Ở đây là khác. May ra thì có một đứa con gái mà không may là bị mang cái chứng bệnh rất là khó khăn, ngặt nghèo ở cả nhà. Hồi đó là nhà chú ở như thế này luôn hả? Đây là hiện tại nhà chú là hồi đó tới giờ luôn là như thế này. À như thế luôn chứ. Dạ. Tức có nhà một bà tơ bảo nó đồng vô. Nó sập rồi. Yeah. Bây giờ mai mốt rồi nó nói mới làm lại. Yeah. Nó mới làm giấy tờ nó do bảo gì đó. Con nói ta cho lại mai chỗ nào ta cho mình không có ấy ở tạm tạm vậy cũng được. Dạ. Yeah. Chỗ nào mình có thì mình làm nhỏ nhỏ. Dạ yeah, thì hồi đó là mình đi chữa trị cho chị á, là mình cũng bán một con bò rồi. Ờ. Dạ. Nhưng mà bác sĩ nói là bố độc á, cho nên là bác sĩ không có mổ được. Nếu như mình mổ cũng chết, mà mình không mổ thì cũng chết thôi. Nhưng mà mình mổ thì nó rất là tốn tiền. Ờ. Dạ. Tiền nó một cục nhỏ, nó là 8 triệu một cục nhỏ hồi đó. Dạ. Thì hồi đó là Ngọc cũng có một người dì đúng không ba? Đúng rồi. À, hồi đó là chị vợ. Dạ. của ba. À, dì cháu của mình á là cũng có bị ung thư, nhưng mà bệnh ung thư vú á cả nhà. À, thì cũng đã đi chữa trị rất là nhiều luôn, rất là tốn tiền luôn cả nhà, nhưng mà dì mình cũng mất luôn à, chứ không có sống được, mình chữa trị cũng không được luôn. À, cho dù mình có tiền tỷ trong tay cũng không bao giờ mình chữa trị được. À, mình chỉ có nếu như mà mình mổ thì cái lượt may mắn mà sống sót thì nó kém lắm cả nhà. Mình mổ thì mình còn mất đi sớm hơn là mình không mổ, để mình mang cái căn bệnh mình chịu đau chịu cực để mình sống thì nó sẽ sống được nhiều năm hơn. Theo Ngọc biết là được là như vậy thôi. Nhưng mà hồi đó là chị mới phát bệnh ra thì chị cảm thấy rất là sợ không chị? Có, sợ chết. Trời ơi, nó sợ khóc luôn, giờ khóc ngay bệnh viện luôn. Nó nói tới bệnh viện lớn rồi sao mà không làm được. Nó nói gì vậy? Nó khóc rồi, tôi nói động viên con gái đừng có khóc. Về nhà uống thuốc nằm chắc hay hơn ở nhà. Tôi nghe lời bệnh viện động viên mình. Khỏe nó sợ. Chứ nó nói là nó nghĩ ra là bệnh viện Sài Gòn nó làm cái gì nó làm được hết. Nói chung ra là cái bệnh ung thư á, họ chỉ có xạ trị hoặc họ phẫu thuật, nhưng mà có nhiều cái là họ không làm được. Có thể là trước em cũng thấy nhiều cô chú anh chị cũng có nhiều người bị á, rồi uống thuốc nam có người bớt luôn anh ơi. Dạ. Trước nó có trước anh có hỏi nó đây có xạ trị được không, nó nói xạ trị nó chắc rụng tóc rồi, nó nói tôi chịu không nổi đâu. Dạ. Nó nói như vậy khỏi đi, dẫn con gái về nhà uống thuốc nam đi. Tiêm thuốc nam con cứ sống mạnh mẽ lên, không có sao hết. Thì ai cũng đều có một con đường phải chết thôi. Đúng giờ rồi. Có bao nhiêu cũng phải chết, nên thành mình cứ sống vô tư lên, thoải mái lên, chứ con đừng có nghĩ ngợi sợ gì hết nha con nha. Đây là cái cũng là một cái kiếp trước của mình nó như thế nào đó. Đó, theo như chú nghĩ vậy thôi. Thì mình cứ cố gắng, mình ráng mình khắc phục nha con nha. Chứ đừng có sợ. Như ba con cũng vậy mà chú cũng không lây cũng vậy. Đà nào cũng phải có con đường chết thôi. Không ai sống trên đời này mãi mãi đâu, thấy không? Đó, nên thành con cứ tự tin, con cứ sống nha con nha. Dạ. Thoải mái lên, con người mình nó thoải mái lên là con người của mình nó sẽ sống lâu. Đó. À, thì em cũng xin lỗi chị là tại vì mình cũng đụng đến cái gọi là
cái cảm xúc của con người mình hay động đến cái gọi là một cái sự buồn nào đó, là mình cảm thấy nó hơi gọi là gì hả ba hả? Hơi bức xúc. Bức xúc hả? Bức xúc dạ. Nên thành ra là nhiều lúc người đồng bào cảm động chứ. Cảm động. Dạ, gọi là cảm động á. Buồn á cả nhà, hôm nay lại vậy, nhưng mà bây giờ Ngọc cũng nhớ để dùng cái từ ngữ như thế nào nữa, thì chị khóc con luôn. Chị đang cảm thấy rất là buồn hả chị? Dạ. Rồi. Thì bây giờ là chị có cái ước mơ gì không? Chỉ có ước mơ là muốn khỏi được cái bệnh này thôi. Dạ. Bây giờ mà chị ước mơ mà khỏi được căn bệnh này thì cũng rất là khó. Thì thôi con à, cũng cái số của mình nó như vậy rồi thì con cứ cố gắng nha con nha. Chứ bây giờ biết làm sao được. Cái gì nó cũng có cái cơ duyên của mình hết con à. Dạ. Không ai muốn là được đâu. Con thấy không? Mình đi tới Sài Gòn rồi nhưng mà cũng không được đó con. Vâng, anh gì ở Sài Gòn nó biểu mình đi, nó cũng vô coi thực ở đây, thấy... Ôi, Ngọc cảm động luôn cả nhà. Rồi. Thôi chị đừng có buồn nữa nha. Chị cứ vui lên, mình vui lên mình thôi, mình cứ mình được ngày nào thì mình vui ngày đấy nha. Đi rồi, dạ. Đi. Nếu như mà ngồi cứ ước mơ đó đây thì chị có ước mơ gì nữa không? Tôi làm không tốn tiền mình nhưng mà tiền Không mình không nghĩ ra ngồi cứ ước mơ đó nữa hả? Dạ. Cái căn bệnh này nó có làm ảnh hưởng đến cái giác mạc của chị không chị? Mắt của chị á. Như mắt của chị rồi vẫn nhìn thấy bình thường. Trí nhớ thì nó hơi mất á. Dạ. Nghĩ lúc quên thì lúc không á. Dạ. Nó ăn bẩn luôn trong đây mà. Ăn bẩn trong đó luôn. Nó ăn bẩn trong đây luôn, hồi trước là quên mà ra máu. Lấy cái đèn xoay trong đó bọng to lắm. Yeah. Giống như bọ cây, giống như bọ cây nó bùng binh đó con, nó bùng binh ở trong cái khối u á. Khối u nó bùng binh. Cái nhưng kiểu mà... như là nó bị ngồi tự hết ở trong đó rồi. Không biết nữa. Nó rửa trong đó đó. Rồi nó bùng binh ở trong đó. Rồi xong rồi nó sẽ chảy cái mũ cái máu ra. Chắc nó ăn theo cái đường gần mạch máu con. Như em thấy như vậy rồi mình ăn măng đồ đây nó có ảnh hưởng gì không chứ anh ơi? Thôi hồi trước là mình cỡ ăn chứ cá thì cá biển nó không cho ăn á. Mình phải cỡ ăn. Cỡ ăn chứ thế là nó bệnh cần ngày càng bệnh dễ đúng cho nó ăn chết theo rồi. Như em thấy mà như mà bị bệnh mà lỡ lét đồ là họ sẽ cử ăn măng mà như nhà mình không có đồ gì ăn măng vậy là chị là em nó có ăn măng ăn đồ không? Có chưa có hết chứ bây giờ không biết làm sao thì chưa có tiền đủ. Thì mong mua cái thứ này thứ kia cho em ăn, còn nếu không có thì gia đình mình ăn cái gì là em cũng ăn cái đó. Nhưng mà mình cử thì cử nhưng mà giờ không có thì phải ăn đỡ đúng không? Dạ ăn đỡ dạ. Ăn chín luôn chứ ăn đỡ gì. Theo như mình có đi khảo sát cũng lâu rồi cả nhà thì mình cũng biết hoàn cảnh gia đình của anh rất là khó khăn, có bao nhiêu cũng đổ vào em nó hết rồi. Thì cái phương tiện á, về cái xe mà nó đi lấy thuốc á, thì cũng không có, đúng không anh ha? Không có. Nên thành á, thì chỉ có nhờ, mà nhờ thì phải có tiền. Đó, nên thành á, là gia đình á, theo như gia đình có tâm sự và nói với ba thì hỏi á, là nói ước chỉ một chiếc xe để có cái phương tiện để mà đi lấy thuốc cho chị á. Yeah. Thì bây giờ thì cái ước mơ đó anh có ước mơ cái đó đúng không? Là chú ước mơ là mình có một chiếc xe để mình làm cái phương tiện đó, nhiều lúc mình đi làm việc với lại chị, nhiều lúc mình đau quá mình phải đi đến trạm xá để mình làm sao mà cho nó dịu đi có cơn đau của chị ha. Ước mơ cái đó nhưng mà làm không được như biết làm sao rồi. Dạ. Vẫn ước mơ có xe mà phương tiện mà đi chữa bệnh cho con nữa, hoặc là bên hoàng người lớn người nhỏ trong gia đình dễ em chở đi đó. Thì còn bây giờ mình không có biết cái lời sao. Của anh với chị và cháu thì nói chung ra gia đình chỉ có hai người, nhưng mà một đứa con trai thì đi làm ở Sài Gòn cả nhà, còn một đứa con thì bệnh thì vợ chồng anh chị phải ở nhà lo.
chứ cũng không biết như thế nào. Nhưng mà lúc trước thì có một ít bò lo hết cho em rồi. Bây giờ cả nhà cũng thấy nhà rất là sập sệ. Nên thành đó là bây giờ là chú đây với lại cô đây là chỉ có ước mơ một cái phương tiện đó con. Để mà chở chị đi khám bệnh hoặc là đi lấy thuốc rồi á. Thì cả nhà cũng đã thấy cái hoàn cảnh của gia đình rồi. Thì nếu có cô chú anh chị nào mà phát tâm thì cha con của Ngọc sẽ thay mặt của cô chú anh chị sẽ giúp cho gia đình mình nha. Dạ rồi. Thì nãy giờ là con cũng đã có trò chuyện với chú cũng lâu rồi á. Thì không biết là chú năm nay bao nhiêu rồi ha? Đây chú chắc cao hơn ba con rồi. Dạ chú đây. Thì cháu không nhớ tuổi của mình hả? Nhớ. Năm 9... Năm 67. 67 Năm 67 617. Đúng rồi, 617 thì lớn hơn em. Dạ, ba thì 72 thôi. Dạ, 72 là 72 nhỏ. 72 là hôm năm nay là ba là tròn 50. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà 67 hôm nay nhiêu? Hôm nay nó là người ta làm khai sinh cho nó là cao hơn anh nữa. À, làm lộn ha. Ờ, à, làm lộn. Hôm nay năm 62 à. 62. Ờ, à, dạ. 62 là nó lớn hơn. Cô, nãy giờ cô ngồi im mà. mà 67 thì lớn hơn 62 chứ. 62 lớn hơn chứ, tại vì nó... Hai lớn hơn. Ờ, 62 lớn hơn chứ, 67 dạ. À, tới 62 lận mà. À, tức là nếu như mà cô mà 62 thì lớn hơn ba là 10 tuổi lận. Dạ. Là nếu như mà làm cô 62 là... Dạ. Là chú nói cô làm lộn. Lớn tuổi. Rồi. À, nãy giờ là cô ngồi hôm nay mình quên hỏi cô là cô tên gì hả cô? Nghét. Cô tên Nghét. 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 Dạ, chú tên gì hả chú? Tiến. Tiến. Dạ. Dạ. À, thì cô ơi thì mấy hôm nếu như mà cô biết được nhà con của cô là mắc căn bệnh ung thư như thế này á thì cô có buồn không? Buồn chứ. Cô buồn. Sao buồn? Đi bệnh viện là lắm nỗi là lắm được là buồn á. Dạ. Đi bệnh viện nói là về nhà nói là ăn cơm cái gì đâu nó có thèm ăn là buồn á. Dạ. Buồn cho con làm tại vì bệnh viện làm không được á, muốn được đâu thể buồn á. Dạ. Theo ý cô nói là khi mà cố gắng đưa cho con đi bệnh viện nhưng mà lại bác sĩ chữa không được á. Dạ. Cô trời cô buồn cô bỏ ăn luôn. Dạ. Nếu mà như mà bác sĩ mà hoặc là chị mà bệnh cái căn bệnh mà ung thư như thế này á mà gọi là lành tính á cả nhà chứ không phải là bị ác tính á thì chắc cô có thể bán nhà bán đất để mà lo cho chị luôn. Nhưng mà điều mình nghe được cái tin bác sĩ nói là mình cho dù mình bỏ rất là nhiều tiền để mình chữa trị nhưng mà không chữa trị được thì mình nghe được cái tin đó thì cảm thấy rất là sốc ha cô ha. Nếu mà bệnh viện nói là đi bệnh viện chỗ khác nữa chắc có thể là có của là bán hết của. Dạ. đi chữa luôn mà. Dạ. Tại vì nó nói là không chữa được là đi chỗ nào không chữa được giờ mới ngưng lại. Dạ. tạm ở đây nè. Nhưng mà hồi đó giờ là chú bán đã mấy con bò rồi. Ngày riêng của nó là hai con bò á. Hai con bò rồi. À. Là hồi đó gia đình nhà mình có hai con rồi. À, hai dạ. Hai con bò. Hai con bò. Mình bán hết rồi. À. Dạ, bây giờ là chú có đi làm công việc gì không? Không. Chú không đi làm công việc gì hả? Chú không. Đi làm rẫy chứ? Rẫy là có. Dạ. À, làm rẫy là có. Dạ. Mình làm mướn mà không có ai mướn gì hết. Bởi vì ở trên đây không có ai mướn đi làm hả con? À. Dạ. Chỉ có tối mùa hái cà phê thì chú đi. À. Dạ. Mình đi xa á. À. Đi tới Lâm Đồng luôn. À. Dạ. Đi tới đó là 2-3 tháng gì đó mới về. Ừ. Đó, nên thành đó là chỉ có tới mùa cà phê thôi. Còn ngoài cái mùa cà phê đó con. Dạ. Thì người đồng bào chỉ có lên rẫy làm có cái gì thì ăn cái đó thôi. Dạ. Đó, theo như ba tìm hiểu ba được biết á là cô chú anh chị người đồng bào ở trên đây là chỉ như vậy thôi coi. Còn dạ. Ngoài ra không có ai mà mướn từ người đồng bào với nhau thì không có ai làm mướn cho ai được. Dạ, ai cũng khó khăn. Với lại người nào cũng đi làm rẫy cả nhà, mình cũng không có ai mướn làm, với lại cũng không có việc gì để mà mướn làm luôn. À, dù cho có việc đi nữa thì ví dụ dạ. Như anh em trong nhà giúp đỡ dạ, với đúng nhau rồi. Thôi, dạ. Giúp qua giúp lại thôi. Chứ anh em dòng họ. Dạ. Còn ví dụ như có tiền thì mua một lít rượu hay là một chút gì đó để mà
cho vui thôi, đúng không anh ha? Đúng rồi. Dạ. Theo như em được biết như vậy. Không có trả tiền công gì hết. Đúng rồi. Dạ, thì chú đi làm rẫy thôi. À, chứ làm rẫy trong gia đình thôi. Dạ, rồi nếu rồi mình làm như thế nào để mình có cái số tiền mình mua gạo, mua cá, thịt này ăn kia ăn? Trời, giờ có bao nhiêu, có ăn bao nhiêu, bây giờ đâu có tiền rồi, nó bỏ trong túi nhiều đâu. Chứ có bên đây thì mua gạo ăn, thức dù là mai kiếm được. Tức là chú nói là ví dụ như mình làm rẫy, ví dụ như mình có mùa bắp thì mình ăn bắp con. Yeah. Còn nếu không có thì ví dụ như chuối hay là hột là đu đủ hay là hột khoai. Yeah. Nói chung là có cái gì trên rẫy là mình cứ đem dần. Yeah. Con biết rồi, con biết là ở trên rẫy thì thường là những ông bà cô chú anh chị đồng bào họ hay ăn những cái lá cây đu đủ nè, khoai, bắp đó. Thì nhưng mà ý của con là con hỏi chú là như mình có trồng chuối để mình bán, mình có chú có hay mang chuối xuống đây bán để lấy tiền không, đổi tiền không? Có. Dạ. Mang chuối để mình bán mà có tiền mình mua gạo ăn á. Dạ. Mua gạo, mua cá ăn. Dạ. Dạ. Chứ đó thôi, không có cái mặt khách nữa. Dạ. Còn cô, ở nhà cô có làm việc gì không cô? Cô làm việc là làm rẫy. Cô làm rẫy thôi hả? Ừ. Dạ, cũng đi làm rẫy ở nhà mình luôn. Ừ. Dạ. Thì ở trên đây là mình đi kiếm cái công việc rất là khó khăn luôn. Đi kiếm cái đồng tiền khó khăn quá cả nhà. Mình đi làm rẫy thôi. Nếu như mình trồng chuối thì mình bán chuối để mình có được 20-30 nghìn gì đó. Mua mắm muối. Còn không đủ tiền để mua gạo nữa, mình ăn bắp thôi cả nhà. Bắp thì thiệt sự là cái món ăn bắp thì nó cũng mình ăn cũng được thôi, nhưng mà điều mình ăn lâu dài quá nó thành là ngán á. Không có con à, tại vì người đồng bào ở trên đây là bắp là trừ cơm theo như người kinh mình đó con. Dạ, bắp thì là trừ cơm. Đúng rồi. Còn nhiều lúc đó là tối mùa mà trồng mà có nhiều á thì ăn nó hơi no một chút. Dạ. Còn nếu mà mất mùa thì họ ăn ít. Ăn nhín lại. Ăn ít một chút rồi mình ăn kèm củ rừng rồi những cái đồ trên rừng á thì rồi ăn phụ thêm con ạ. Nói chung là cả nhà cũng biết rồi, ở vùng núi bất cứ vùng núi nào cũng rất là khó khăn cả nhà. Tại vì cái vận chuyển cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là xa xôi quá, họ mang về họ bán chỉ có, thậm chí họ cũng không có được lấy tiền luôn. Ví dụ như người ta bán ví dụ như là 10 ca bắp đi thì quy ra số tiền đó họ sẽ mua muối hay là họ mua đồ ăn á cả nhà, mắm muối bột ngọt vậy là họ trao đổi với nhau như vậy đó. Dạ. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Ít khi mà cũng biết tiền nữa đó mà. Theo như chú ba được biết như vậy. Dạ. Thì ở nhà hiện tại ở nhà đây là chú có nuôi con vật gì không, nuôi gà, nuôi dê, nuôi gì không? Dê không có. Dạ. Nuôi vài con gà rồi một hai con à. Gà là gà của mình ha. Như chú có được người ta đưa cho mình những con bê á, con dê á, con bò để mình nuôi mướn không? Không. Không luôn. À. Dạ. Thì mình thấy những cô chú anh chị đồng bào trên đây họ hay được người kinh của mình ha ba ha. Nói chung là không phải người kinh, mỗi người nào mà có thể mà mình gửi cho họ nuôi được thì người ta gửi cả nhà, họ trả hàng tháng nè, hoặc là họ nuôi đẻ, nuôi nếu như sinh sản ra được hai con thì mình chia với nhau, còn sinh sản ra được một con thì mình bán rồi mình chia tiền. Chị ơi, nãy giờ là em cũng rất là xin lỗi chị nha, thì em đến đây để em gọi, nói chung là mình hơi đồng chạm vào cái gọi là cái đó mình cũng không nhớ cái nhà, nhưng mà chị rất là buồn. Bây giờ chị vui lên nha, đừng có buồn. Dạ. Bây giờ là nó đau lên chưa chị? Chưa. Chưa hả? Dạ. Bây giờ là Ngọc sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xung quanh nhà của chú nha. Thì hiện tại là ở trên đây là nhà của chú, là hai vợ chồng chú là ngủ trên đây hả chú? Dạ. Ở này là chắc chắn là mưa là nó sẽ tạt vào á. Mưa tạt miết à. Lúc mà mưa to luôn là tạt ướt hết. Rồi, nó rất là gọi là trống luôn cả nhà. Không có gì để mình che được luôn. Đây mình thấy những cái chỗ đó, mà dán nó ướt hết cả nhà. Lúc mà bão bữa trước rất cái tầm bạc, rất cái tầm bạc xuống luôn. Dạ. Thì hôm bữa giờ mưa hả chú? Mưa lúc mà mưa trước. Dạ. Năm trước á. Dạ. Rồi, thì ngôi nhà này của mình là rất là lâu rồi ha.
Dạ. Mưa năm trước mà rớt cái tầm bạc xuống. Ở trên mái nè, chú ngồi che bạc ra thì mình chỉ có một cái mái trước này là bằng tôn thôi, bằng tôn bằng thiết thôi. Còn phía sau này là mình che y như là còn chỗ đây á là chuồng gà cả nhà. Chuồng gà. Dạ, chuồng gà. Mình làm chuồng gà sát bên chỗ ngủ mình luôn. Mạc làm sao? Mạc ngứa không? Có cái chứ. Con mạc á, cái con nhỏ nhỏ á, nó bay vào người mình sao? Con muỗi đó hả? Con mạc á, con mạc của con gà á. Không à. Không hả? Không. Dạ. Chỗ đây thì chắc trời mưa thì nó ướt hết luôn á. Mình ở cạnh bụi tre luôn nè. Cái đây là cây bụi tre cho nó mát mát á. Dạ. Trưa cho nó mát, vừa nó che che gió nữa. Dạ, nhiều lúc rắn sao hả chú ha? Rắn ai biết đâu. Nó thương mình thì dù là nó để... Nó thương mình thì nó né, còn mà nó không thương mình thì nó quất mình luôn. Ai biết đâu, chứ mà mình dạ. Chọn chỗ đó rồi chứ mình đâu có chọn chỗ khác nữa đâu. Dạ. Ôi thì ở đây là đất của mình luôn hả chú? Đất của mình luôn. Đất của mình luôn, nhưng mà mình không có tiền để mình làm cái nhà. Không có tiền làm mấy chục triệu, bên này đâu có tiền đâu. Dạ. Ở đây là ông Táo nè, để gia đình nhà chú nấu ăn. Khu dân bếp cả nhà. Rồi thì cái ngôi nhà mới nãy là Ngọc mới vào, Ngọc chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình rồi á, là chỉ có một mình chị gái là ở trong đó thôi ha chú ha. Với lại gia đình nhà mình là để đồ trong đó thôi. Để đồ cho nó khỏi ướt á. Dạ. Rồi để Ngọc cho cô chú anh chị mình xem một lần nữa. Ở đây son đồ nhiều ghê ha chú ha. Dạ. Bây giờ chắc có thể mình đi xung quanh nhà cho cô chú anh chị mình xem hoàn cảnh của gia đình mình. Gia đình nhà chú rất là khó khăn luôn á cả nhà. Mình thấy thương chị quá, mình cảm động luôn cả nhà ơi. Coi dần to nè. Ở đây là mưa cả nhà. Nó ướt hết, nó thành sình luôn nè. Ngọc thấy là cô chú anh chị ơi, mình thấy là ở ngồi đây nè, mình thấy là những ngôi nhà họ làm, nói chung là có nhà xây, nhà tôn, nói chung là biên ngôi làng này mình thấy nhà nào cũng đã được hết. Nhưng mà chỉ riêng biệt một ngôi nhà như thế này á, là mình thấy dần bạc, dần tôn. Với lại cái hoàn cảnh của gia đình thì chị bị ung thư nữa, mình thấy rất là khó khăn luôn cả nhà. Thương chị luôn. Chị đói bụng chưa? Hả chị? Hồi sáng ăn rồi, bây giờ dạ. Chị đói bụng. Dạ. Chị có hay đi vòng vòng ở làng này đi chơi không, hay là chị ở nhà thôi? Ở nhà có lúc buồn thì đi chơi nhà. Dạ. Nhà hàng xóm á, chủ nhà người quen thì đi. Dạ, nhà người quen mình vào mình chơi, mình nói chuyện cho qua ngày thôi ha. Dạ. Dạ, mình đi cho vui chứ, mình đừng có suy nghĩ đến đến bệnh nha. Chị vui lên. Đôi khi mình nói chung là mình người nào cũng phải mất thôi. Không mất sớm thì cũng mất muộn thôi, nhưng mà mình sống được ngày nào thì mình vui được ngày đó thôi cả nhà. Bữa là bác sĩ nói không về, nó nói là bị nó kim thuốc nam uống vậy nó sống bao nhiều sống nó như vậy. Nhưng mà mình chị sống cũng xin lỗi cả nhà, mình dùng cái từ nó hơi ái quá. Chị mang căn bệnh này cũng 18 năm rồi. Chắc có thể như dạ. Vậy. Mình uống thuốc tây lẫn thuốc nam luôn, mình cầm cự đến 18 năm thì cũng thấy đã rất là lâu rồi ha ba ha. Đúng rồi. Hồi đó gì là tầm 5-6 năm à. Không có đâu. Là đã mất rồi á. Có gần 3-4 năm gì đó. Dạ. Bà chị vợ em á, hồi đó bà mang một chứng bệnh ung thư vú á. Hình như em nhớ không nhầm là bà khi bà phát hiện là chỉ có 3 năm thôi thì bà sẽ ra đi. Tại vì cái bú của cái bú của bà chị vợ em á, tự vì là người ta cũng chữa không được, cũng giờ cũng xuất nao cái đồ nhà cũng nó cũng bể ra như cháu vậy nè. Nó có xạ trị không có xạ trị, không có gì hết. Nhưng mà chỉ cái tinh thần của chị á nó hở kém, tinh thần nó mau ra đi. Thì hồi đó là dì của Ngọc á, là cái bú á cũng to như là của chị luôn. Dạ. Dạ, cũng to như thế này luôn. Nó cũng chảy mũ, chảy máu ra.
Dạ nó bị ngoại tử ở trong á, nó chảy mũ chảy máu ra miết thôi à. Dạ hả? Dạ. Cũng bình đó thôi. Mấy người bên này nè, bên chỗ kia nè, nó bên sau con này mà nó đi bên viện cũng bên viện ông bố mà nó xa tỷ về một tháng sau đi luôn. Cái còn ở đây là uống thuốc nam là nó cũng đỡ, xong tới đây giống như em nói dạ. Giống như cháu nói là nó cũng xong tới đây cũng hơn rồi. Dạ, à. Cũng đã lâu rồi á. Dạ. Theo Ngọc nghĩ thì chắc hồi đó dì Sáu là cũng đã lớn tuổi hả ba hả? Cho nên cái sức khỏe của dì là hơi yếu. Còn chị thì còn trẻ cả nhà, cho nên là cái sức khỏe thì nó sẽ tốt hơn. Chắc như vậy. Dạ. Theo Ngọc nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà mình không biết là cô chú anh chị mình bình luận góp ý bên dưới cho Ngọc biết nha. Rồi nãy giờ là Ngọc cũng đã chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình với cái hoàn cảnh của gia đình cô chú với lại chị. Thì mình thấy rất là thương chị luôn. Nhưng mà chị vui lên nha chị. Mình đừng có nghĩ gì nó tiêu cực nha. Dạ. Chị cứ vui lên. Cô cũng vui lên nha cô. Mình đừng có buồn nha. Dạ. Thì mình thấy ngôi nhà của gia đình nhà cô chú á. Trời mưa, bây giờ là hiện tại là đang mưa, đang bão nè cả nhà. Không biết là cô chú ngủ như thế nào nữa, với lại ở như thế nào. Mình thấy nhà che đậy tùm lum hết à. Với lại mưa nữa cả nhà. Bây giờ thì nãy giờ là video của Ngọc cũng đã dài rồi cả nhà ấy. Bây giờ là Ngọc sẽ thay mặt những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có gửi cho Ngọc một số tiền á. Thì bây giờ là mình sẽ tích cái số tiền ra để Ngọc gửi tặng thay mặt cô chú anh chị mình Thường Quân để Ngọc gửi tặng cho gia đình nhà cô chú nha. Nhóm thiện nguyện của chú Vĩ á, có gửi cho Ngọc là 2 triệu đồng. Còn cô Ôn Phạm có gửi cho Ngọc là 100 đô, là Ngọc đổi ra tiền Việt Nam là 2 triệu 3. Thì bây giờ là Ngọc sẽ thay mặt nhóm thiện nguyện của chú Vĩ á, là ủng hộ cho gia đình nhà cô chú là 1 triệu đồng. Ngọc sẽ cũng xin thay mặt cô Ôn Phạm cũng gửi cho gia đình là 1 triệu đồng luôn. Ngọc trích của hai cô chú để Ngọc gửi tặng cho gia đình là 2 triệu đồng. Một, hai, dạ. Đây là 2 triệu đồng của những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có gửi cho con. Thì bây giờ là con gửi cho gia đình nhà mình nha. Cảm ơn. Dạ. Cô chú có muốn cô chú gửi những lời như thế nào đến với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không ạ? Dạ. Mình cảm ơn hả? Anh cũng cảm ơn. Dạ. Vì chú Thường Quân rồi. Dạ. Giúp đỡ gia đình chúng tôi. Dạ. Rồi gia đình chúng tôi cũng là một con bệnh nặng như vậy mà không biết cái gì mà làm được gì hết. Dạ. Bây giờ xin cảm ơn một lần nữa là thì cháu với anh Phong hả? Dạ. Rồi dạ. Này là hết. Dạ. Chị ơi, chị có muốn nói gì với lại khán giả không? Dạ, con cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình con một số tiền như vậy cũng đã lớn, đối với nhà gia đình con cũng đã lớn rồi. Dạ. Vậy con xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Hết rồi, không biết nói gì nữa. Thì mới nãy là em cũng có hỏi chị á, như mình ngồi cái ước mơ của chị là mình được bất bệnh á ha. Dạ. Thì chị có ước mơ gì không? Có một chiếc xe để đi lại. Dạ, chị ước mơ là mình có một chiếc xe cho gia đình mình đó ha. Có một chiếc xe để mình đi làm việc nè. Với lại nhiều lúc mà chị có đau quá ha. Thì mình đi trạm xá này kia để mình làm dịu đi cái cơn đau của mình. Dạ. Dạ, mình chỉ ước mơ là mình có một chiếc xe thôi. Dạ. Dạ. Thì cô cảm thấy như thế nào? Cô vui không? Vui. Cô vui cảm ha? Cảm ơn, cảm ơn cháu. Cảm ơn như anh bà con. Dạ, thì cũng xin thay mặt gia đình. Cảm ơn nhóm thiện nguyện của chú Vĩ với lại cô Ôn Phạm. Thì nhóm thiện nguyện của chú Vĩ thì Ngọc trích là 1 triệu đồng. Còn cô Ôn Phạm thì Ngọc cũng trích là 1 triệu đồng luôn. Để Ngọc gửi tặng cho gia đình là 2 triệu.
Ngọc cũng không biết nói gì hơn nữa. Ngọc chúc cho nhóm thiện nguyện của chú Vĩ nè, với lại cô Ôn Phạm thật là nhiều sức khỏe nha, cả gia đình của các cô chú luôn, với lại cô chú anh chị mình đang xem video nữa, thật là nhiều sức khỏe nha. Đừng quên bấm cho Ngọc một like, một lượt đăng ký kênh nha. Thì bây giờ là con với ba con đi về nha. Dạ, thì gia đình nhà mình cần cái gì thì mình cứ dùng cái số tiền này để mình mua. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Chú cảm ơn á. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, thì, bây giờ là video này cũng đã dài rồi, với lại cô chú anh chị mình cũng đã hiểu rõ hơn về cái gia đình của nhà cô, nhà chú, với lại chị. Ngọc cũng không biết nói gì hơn nữa. Thì Ngọc cũng xin thay mặt ba, vì ba đang quay video cho Ngọc á, với lại Ngọc nè, Ngọc cũng xin tạm dừng video tại đây luôn. Mong cô chú anh chị mình đừng quên bấm cho Ngọc một like, một lần đăng ký kênh nha. Bye bye.